Hôm nay Hồ Ly đi lễ Đức Phật Chùm, hôm nay gặp được cô Út Tửng nằm trong cái phạm vi cái linh căn của Phật Trời, Phật Thánh Tiên. Hôm nay có lời chia sẻ với quý vị cùng xem cô Út Tửng, tại sao lý do cô Út, tại sao cô Út phải tửng. Về cái lúc kia đó thì Út cứ đau bệnh hoài, nhưng mà bỏ nhà đi hoài, cho nên là Út mới thấy cái con đường đạo pháp mình đi á thì nó rất khỏe khoắn cho con người. Mà con của Út á nó cũng là mà ăn cũng được khoắn chấn, rồi từ đó tới sau rồi ông xã ông mới mất. Rồi Út nguyện rằng nếu ông mất rồi thì tôi sẽ còn ở lại, tôi nuôi 6 đứa con, 4 trai 2 gái. Rồi cái lúc có tỉnh quá cái bắt đầu đi lấy thuốc nam, đi lấy thuốc nam, đi lấy Ugo đồ dữ dằn lắm luôn. Từ ở Kiên Giang rồi sau rồi Út mới đi qua tới Phú Quốc. Qua tới Phú Quốc Út lấy thuốc nam xong rồi đem về đặng cho trăm họ để dùng, để cho người ta đã qua cái cơn bệnh hoạn của người ta. Rồi là Út mới đi về bên đây, về bên đây rồi Út mới đi lên kinh bảy Ô Long Vĩ. Nó cô Út mới đi lên kinh bảy Ô Long Vĩ và cạo gió mần bệnh cho người ta rồi gai gai vậy đó. Rồi cái sau này cái Út thấy người ta là không có giống như mình. Tại vì có người người ta đặt là cái phòng thuốc là kêu bằng là phòng thuốc chợ đen. Rồi đó là Út nghĩ Út không làm nữa. Bây giờ tôi có hỏi đó, phòng thuốc chợ đen là ý nghĩa sao mà gọi là phòng thuốc chợ đen? Người ta nói là cái phòng thuốc chợ đen là người ta hốt thuốc người ta lấy tiền. Còn mình thì mình bỏ công mình đi lấy ra để cho người ta hốt, để cho trăm họ người ta uống cho hết mình, nhưng mà người ta lấy tiền. Rồi có người đặt là nhà thuốc chợ đen. Rồi từ đó tới sau rồi Út sợ dính líu rồi lâu ngày rồi mình cứ lậm tiền bạc vô rồi con mình buồn phiền. Cho nên là Út mới bỏ về dưới chùa Hòa Thanh Tự. Chùa Hòa Thanh Tự thì sáng, mỗi sáng thì 4 giờ Út thức dậy, Út lao chùa, Út dẹp dọn xong xuôi rồi Út cúng. Cúng xong rồi là còn Út mới đi một nơi khác, có ai bệnh cầu gió. Rồi vậy đó. Con cũng thấy cô Út á, nào làm từ thiện, một người phụ nữ mà già thì đôi lúc lúc trước mấy năm trước không biết cô Út lâu rồi, nhưng mà thấy cô Út á vác nước đá làm đủ thứ mọi việc mà trong những ngày lễ. Nhưng mà tại sao người ta gọi Út, trong khi đó cô Út có cái sức lực gì mà để mạnh dạn mà làm những việc nặng như đàn ông? Không, cái lúc đó đó tự dân làm sao mà, tại vì Út thấy mấy cái người đàn ông làm biếng, không có ginh nước đá mà để vô các cái thùng để cho trăm họ người ta uống. Rồi Út mới nói thôi bây giờ mấy mày ngồi đây, mấy mày để đó. Rồi Út mới lại lấy cái cầm cái cây xà beng sắn 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 vậy nè. Rồi Út mấy đại vợ dựng đứng lên lấy cái bao chàng ngang cây nước đá quăng lên vai vác đi tè te vậy đó. Rồi đi bây giờ, hiện bây giờ nếu ai muốn biết Út Tửng là đi lên buổi thờ ông ba hỏi cô Út Tửng ở Kiên Giang lên vác nước đá là Út đó. Rồi vác nước đá rồi xi măng rồi các cá dân dân cái gì Út cũng làm được hết. Cho con hỏi trước khi mà bà cô Út bị hành á, hành căn á, bà cô Út có những cái triệu chứng như thế nào, có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Mà cái này là cũng như Út cũng không biết hành căn là cái gì. Út đâu biết hành căn là gì đâu, tự động vậy cái thấy người ta đau đi lại ngay chỗ đó cạo gió cho người ta. Rồi ngại đi xa lên rồi mỗi một cái mình học được cái gì. Ví dụ như bây giờ Út không có tiền, Út không có tiền bạc, và Út để là được là coi cũng như là Út đi mặn đằng này Út lách đằng kia. Ví dụ như người ta không có tiền uống bệnh hoạn uống thuốc này nọ vân vân, Út đi xin được. Út đi xin được cho người ta. Rồi bây giờ là tới ngày giờ này rồi thì bây giờ Út chỉ là cũng đi dẫn mặn từ thiện hoài thôi, chứ Út ngoài ra là Út không có danh, không có lợi, không có gì hết trơn. Mà từ hồi xưa tới giờ để biết Út cũng nhiều rồi, nhưng mà không bao giờ vô cái quán mà để ngồi uống cà phê với ai. Nó là như vậy đó. Rồi cơ hàng mà đạm bạc keo tương.
về đặng cho bá tánh mến thương mình nhiều mà bây giờ mình biết cái gì thì mình làm cái đó, chứ mình đừng xưng ông xưng bà xưng chú xưng cha vậy. Út cũng chịu. Ví dụ như giờ cũng như cái phái đoàn ở ngoài Đà Lạt khi không vậy đó, ông cậu Tư đó ông nói thôi bây giờ xe mình 16 hay gì đó họ còn ghế để đó đi về chở người khác. Thì trong đó thì Út đi lên Miễu Hoàng Lan. Cái có mấy người đó rủ Út cũng nói chuyện nói giả nghe. Rồi người ta chở Út ra ngoài Đà Lạt luôn. Cậu có biết Đà Lạt sao đâu, thấy lạnh thấy bà mẹ luôn. Cho con hỏi á, tại sao á mà đôi lúc á Út á, con thấy Út á đôi lúc á, có cái gì đó trong người á, đôi lúc gặp những người mà đang đi mà tu mà không biết gì á, cái cô Út á hát một bài giống như là Út gửi lên cho họ biết họ đang tìm gì mà phải làm gì. Con rất là thấy Út độ mấy cái phần này rất là giỏi lắm nha. Cô ơi, khuya khoắt lâu rồi mà đạo màu chưa có, cuộc đời mình khổ đau. Nghe qua lời nói âm mau, ngày nay tôi quyết sửa đau cho tròn. Quyền gì tôi chẳng biết, quyền gì tôi đi đến chốn thì ai khi mặt tình. Được không? Hay quá. Cái này là Út tặng cho những người đang làm những việc thiêng liêng. Bây giờ Út tặng cho bá tánh thập phương, những người ở phương xa, có những người mà chưa biết gì nơi đây của Đức Phật Trùm. Hôm nay cái này là Út thì là không có nghĩa là Út biết, để Út tặng cho hai cái cậu này và tặng cho mọi người. Rồi một câu chúc cho mấy cậu về nhà chiến này được vạn sự như ý. Thiên lý mà Út không biết nói. Hát Út hát thôi. Mà không có đâu, cái này là Út để chúc nè. Về nhà chiến này là vạn sự như ý. Thiên lý nở đầy hoa, lúa đầy bồ, bát hồ đầy túi. Đang trở lại con đường đạo pháp để gánh vác cho mình một cái gánh nặng ở trên vai. Và để làm phận sự, có tiền nhiều để đi làm từ thiện, chứ Út không biết gì hết trơn á. Út dốt mà, Út đâu có biết. Ta biết làm tròn bổn phận đi, quyền duyên sẽ đến. Cuộc đời mình không có cái gì là để cho người ta mến, mà không có gì được là cho người ta thương. Đó, nhưng mà mình đi đúng con đường. Xưa nay tôi quyết làm tròn đạo màu, ta có con được của mẹ ban, làm cho huynh đệ được vinh danh. Còn tôi đất dưới cơ hàng tôi cũng cầm. Hay quá. Tại sao mình phải chịu đựng cho bản thân mình để được gì? Ê, nói nghe nè, cái người ta không biết, mình nói cho người ta biết, người ta lại nói mình là bị tửng bị khùng, cái đó là người ta cho bánh mình ăn đó, mà mình không ăn thì người ta đem về. Út đôi lúc có những người nói cô Út tại sao Út đi đạo mà cô Út vui quá à, hồn nhiên quá, cho dù trong lòng á đôi lúc không có tiền á cô Út cũng vui, mà cô Út làm những cái việc mà người ta làm không được, giống như là hút nam Út cho, rồi những cái việc khác nhiều việc nhân dân, tại con thấy Út, con thấy cô Út làm rất là nhiều việc. Nhưng cái đó là cũng cái tâm nguyện của Út. Bây giờ con cái nó đã có cơn hết trơn rồi. Bây giờ mình còn lại cuộc đời mình để làm gì? Mình sống này để mình đi làm từ thiện. Nó mà mình đừng có gao. Nghe Út có nói gì đâu. Thì làm tròn nhiệm vụ đi, rồi mẹ cha sẽ ban bố cho mình. Tại vì con thấy, con mới hỏi, con mới không phải là những người làm công đức á, người ta không bao giờ nói về cái gì ta đang làm, nhưng mà con thấy, con mới dám hỏi của Út, để vì mình cho mọi người biết á,
có người đến đây làm cái việc này việc nọ, có những người đến để học hỏi, có những người mà chưa học hỏi để người ta hiểu thêm á. Thì bây giờ nói chung ra đó là cụ quyền ai ta cũng chuyển con cháu ta hết. Nếu mình làm tốt thì cụ quyền mình sẽ thăng lên. Còn nếu mình làm không tốt thì cụ quyền mình ở đâu? Nó vậy thôi, cứ vợ họ có gì đâu khó. Nhưng mà làm tròn bổn phận hay hơn bạc vàng.